Hello, xin chào. Bữa nay mình mới đi chợ về mua cái sườn heo ribs, pork ribs. I got some just pork meat, the heo, and I got me a corn on the cob, bắp. Mình sẽ chỉ cách hôm nay cách mình ướp thịt. I'm gonna show you how to marinate the meat with rubs. I like to cut off the little membrane here. Thì cái này là cái miếng da mình có hay thịt cắt ra thì bỏ ra đi. I like to cut it off.
So when the fire is ready, lửa mà nó nóng xong hết rồi, and then mình sẽ bỏ cái này lên trên lửa. When the fire is ready to go, I'll leave this whole package next to it. Giống chiều. Mình để như vậy đó, xong rồi mình úp nó lại. I'll leave it on here. I'll close the lid and I'll cook it for about an hour, and I'll come back and check it. If I need to put some more coal in it, I'll put more coal. Khi mà cần thêm than thì mình sẽ bỏ vào, mình để mình đóng lại khoảng một tiếng đồng hồ, mình sẽ trở lại. Rồi nếu như cần thêm than thì mình sẽ bỏ thêm than vô. Vậy xong. So the ribs are on the barbecue, and all I have to do is just wait and have some cold water. I'll leave it cook for about an hour and I'll check. I'll turn it or something like that. Mình bỏ cái cục sườn lên nó khoảng một tiếng đồng hồ. Mình nấu từ từ cho nó chín. Rồi mình sẽ dở lên, mình nếu như cần bỏ thêm than thì bỏ thêm than, rồi mình lật nó qua nếu như cần thiết. Giờ mình uống nước lạnh chờ đợi. Hôm nọ mình kể chuyện vui khi mình mới qua Mỹ. Thì bây giờ mình nhớ lại một cái chuyện mình từ bên Mỹ mình trở về Việt Nam cũng có nhiều cái vui lắm. Thì cái năm 2010 là mình về Việt Nam lần đầu tiên sau 30 mấy năm rồi mới trở về Việt Nam. Thì thấy cái gì nó cũng lạ hết. Thời tiết là mình cũng không quen rồi. Trước khi mình bước xuống phi trường á là mình bị sốc liền. Cái hơi nóng, rồi cái như là tất cả những cái cảm giác của mình nó bị tấn công hết. Là nóng nè, rồi tiếng động nè, rồi xe cộ chạy rần. Rồi cái mùi vị nữa, mùi mưa nó xuống rồi cống nó mùi lên, tất cả những cái cảm giác của mình nó bị tấn công, là mình nhức đầu luôn. Rồi thì về hotel nghỉ ngơi xong rồi thì đi ăn phở xong. Thì mình thấy ngay cái chỗ chợ Bến Thành ngay Bùng Binh, thấy đẹp quá, mình đi qua đó chụp hình chơi cho vui. Thì khi mình đi qua đó, wow, còn lên cơn. Thấy con ó nó đang rượt con chim. It find a way to far the sea. Đang kể gì mất khánh. Thì mình băng qua đường, qua cái Bùng Binh, ở cái chỗ chợ Bến Thành có cái tượng ông Trần Hưng Đạo thì phải. Mình thấy rất là vui tại vì xe cộ chạy rần. Tin. Mình thấy vui quá, đứng mình nhìn người ta. Thì mình thấy mấy cô lái xe scooter, mấy lái xe Honda đẹp quá, mình chào, mình giơ tay mình chào. Mình ai đi ngang mình cũng chào hết. Mình chào. Chào, xin chào. Không ai chào lại mình hết. Mình thấy thấy giống khùng quá. Khoảng chừng mấy phút sau thôi mình chắc không làm gì được nữa đâu. Tại vì ai cũng nhìn mình cái thằng cha này làm cái gì mà kỳ cục kia, ai quen đâu mà chào hỏi tung tung beng á. Rồi là mình ngáo từ tị nạn qua Mỹ, thì mình qua Mỹ xong rồi mình cũng là ngáo Việt Kiều về Việt Nam cũng là ngáo luôn, vui. Ok, giờ mình ngồi đây chờ, nhìn trời. Sáng hôm nay mình nhớ
có như một vài bạn nói là mình nên mở một vài bài học dạy tiếng Anh. Thì thật ra mình không có khiếu dạy, cho nên mình không có nghĩ đến cái chuyện mà dạy người Việt Nam mình nói tiếng tiếng Anh. Nhưng mà có một cái cô bạn tên là cô Ba Nhỏ, cô có cái giọng rất là dễ thương và phát âm tiếng Anh rất là chuẩn, cho nên mình sẽ recommend các bạn đến cái channel của cô ta. Cô ta tên là cô Ba Nhỏ, mình sẽ để một cái link bên đây hay là bên đây gì đó cho bà con bấm vô để mà theo dõi nha. Cô ta có một con gái bé dễ thương lắm, cho nên hai mẹ con đọc tiếng Anh cho bà con đọc theo rất là hay. Mình nghĩ là tốt hơn là mình dạy đó. Thì mình cũng nghĩ tới cái chuyện làm English lessons, nhưng mà chắc có thể mình làm sau này. Có thể mình làm một cái bài, ví dụ như là mình thấy mình đọc báo, mình thấy một vài chữ mà nó không có do trong, nó không có trong những cái bài học English thường á. Thí dụ như là mấy cái câu không có thông thường, ví dụ như nói skyrocket gì đó, ví dụ như là hôm nay stock is skyrocket, là hôm nay là cái stock nó lên cao dễ sợ lắm á. Ví dụ như những cái câu đó thì ít cái khi nào mà thông nói chuyện thông thường mà có lắm. Thì mình nghĩ mình sẽ làm một hai bài tiếng Anh như vậy thì có thể, nhưng mà để mình coi lại coi ha. Thì bây giờ thì các bạn nào muốn học tiếng Anh thì nên qua cái channel của cái cô Ba Nhỏ. It's been a while now, I'm gonna check on it. Mình sẽ mở nó ra rồi mình sẽ turn nó, mình sẽ quay nó qua. I will turn it around. Get the rip exposed on the other side of the. I have to be careful not to rip the foil. Mình cẩn thận để không mình bị rách cái. Rồi, mình sẽ đẩy lại nữa. And then I'll close it back up again. I'll cook it very long time. Slow and low heat. So nấu thấp mà thật là lâu để cho cái thịt nó rã ra hết á, ngon lắm. It's been another hour. Một tiếng nữa rồi. Thang nữa. Okay, so now the all gone. Coals are gone. So I'm gonna have to put some more coal in there. Mình phải bỏ thêm thang nữa. Bây giờ. Just get some corn on a cob. I'm gonna put them just on it. Peel them off. Mình lọc nó ra những dài miếng vậy, mình để nguyên cái lên luôn. That's it. It's not a corn. So now I'm gonna open up the foil. Mình mở cái wrapper, cái giấy bạc ra. Uff, khói quá.
juices. I'll just let it run off. Chảy nó chảy xuống. That's okay. Okay, so I'm gonna move the corn on the side. So now I'm putting the rib right on the fire. Just get the cook a little bit. And remove the foil, like I mean, day back. Okay. So now I'm cooking the ribs right on the fire. Just get some good caramelizations. Mình nướng nó trên cái lửa luôn. So now the rib is cooked. I'm gonna add the barbecue sauce at this time. So it's gonna be tasting pretty good. Bây giờ cái thịt heo này nó chín rồi, cái xương nó chín rồi. Bây giờ mình mới bỏ cái sauce này lên. Thì nó không có cháy. Mình bỏ lúc đầu thì nó sẽ bị cháy. I add it on at the end because it won't get burned. A lot of it on it. Because I love barbecue sauce. In the beginning, when I remove the skin, the membrane underneath, so now the sauce can be soaked in. Lúc đầu mình tháo cái miếng da mỏng của nó ra, bây giờ nó sẽ thấm vô trong thịt. Try to flip it over. Add the sauce on this side, bottom. Add a lot of it because I love it. Bỏ nhiều vô. So basically now I'm only reheating the sauce and the meat and it's done. And the sauce won't get burned because you add it at the end. Mình bỏ barbecue sauce lúc cuối này thì nó sẽ không có bị cháy. And so it's all covered. I'm gonna clean up the back on.
the fire is kind of lukewarm, and I'm gonna cover it up. Mình sẽ đẩy lại, thì cái hơi nóng nó sẽ làm cho cái sauce nó chín, với lại bắp đùi nó chín hết, thịt nó chín. And then I'll leave it there for about, I don't know, 10 minutes. The ribs should be ready. And I'll cook the rest of the stuff, the corn and the pork on the side. Mình sẽ nấu mấy cái kia sau. Oh yeah. Corn's done. Pork on the side, maybe done. Yep, it should be done. And the ribs are definitely done. Okay. Thịt heo này chín rồi, bắp cũng chín, thịt heo nướng kiểu đó cũng chín. Giờ mình sẽ lấy ra. So let's see. It should be very soft. Cut it right on the bone. Các bạn ngay chỗ cái xương. Okay.